Trong những năm qua, tình trạng vi phạm hành lang lưới điện cao áp, trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra khá phổ biến, gây nguy cơ chập cháy, mất an toàn nếu không được xử lý kịp thời. Để khắc phục tình trạng này, ngành điện và chính quyền các địa phương đã tăng cường phối hợp, kiên quyết xử lý các vi phạm, đảm bảo lưới điện vận hành liên tục, an toàn, phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh. Hộ gia đình ông Hà Văn Quản ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn có hơn 1 hectare rừng trồng, trong đó gần 599 m² có lưới điện cao áp đi qua. Trên phần diện tích này, gia đình ông trồng chủ yếu là luồng, sinh trưởng nhanh, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện. Được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương và điện lực Quan Sơn, gia đình ông Quản đã đồng thuận phối hợp với lực lượng chức năng chặt tỉa hơn 300 cây luồng và một số cây ăn quả nằm trong phạm vi an toàn lưới điện. Gia đình cũng bàn trước rồi, thì cái này cũng phải chấp hành thôi, vì là cũng... Để an toàn cho gia đình và người dân đi qua, mình là cứ nếu mà không làm đi ấy, thì cũng là từ làm thì vẫn có nguy cơ là chết người đó. Đấy, cho nên mà làm cái này cũng vui vẻ thôi. Điện lực Quan Sơn đã gửi những cái danh sách, những cái hành là cái cây cối mà vi phạm trên các khoảng cột là và thời gian và số lượng cây đến cho từng địa phương. Và chúng tôi đã lập kế hoạch là trong thời gian là những cái tháng tiếp theo tận dụng những cái mùa khô để còn leo đồi leo núi thì nó thuận tiện hơn để tránh cái mùa mưa để đảm bảo an toàn cấp điện cho mùa mưa bão. Trong năm 2023, công ty điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tiến hành chặt tỉa khoảng 60.000 cây các loại nằm trong và ngoài hành lang lưới điện, xử lý một vụ vi phạm hành lang và 11 vụ vi phạm khoảng cách pha đất. Nhờ đó, giảm sâu số vụ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang còn 87 vụ. Theo đánh giá, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra khá phổ biến. Ngoài nguyên nhân lịch sử giao đất cho người dân sử dụng tại một số địa phương trước đây không trừ phần diện tích hành lang an toàn lưới điện, thì phần lớn là do các hộ dân tự ý cơi nới, xây dựng các công trình, trồng cây trong và sát với hành lang an toàn lưới điện. Tại hầu hết các địa phương, sau khi được tuyên truyền vận động, người dân đã tự giác phối hợp giải tỏa hành lang lưới điện. Cá biệt, vẫn còn người dân không phối hợp, thậm chí gây khó khăn cho việc giải phóng hành lang an toàn lưới điện. Trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị để tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với các địa phương, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm, hành lang chặt tỉa cây có nguy cơ gây sự cố, phát động nhiều đợt ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện, chặt cũng như chặt tỉa cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện tại một số địa phương, đặc biệt là các địa phương mà có lưới điện 110 đi qua, ví dụ như tại các phường Mai Lâm, Trúc Lâm của thị xã Nghi Sơn, xã Phúc Đường của huyện Như Thanh hoặc là xã Ngọc Phụng của huyện Thường Xuân. Mùa mưa bão sắp tới là thời điểm dễ xảy ra các sự cố về điện. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại rủi ro do sự cố điện gây ra, ngoài nỗ lực xử lý của ngành điện, rất cần sự phối hợp và tự giác chấp hành của người dân, đảm bảo cho hệ thống lưới điện vận hành an toàn, thông suốt.